Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh cát hình giỏ hoa nha. Đây, đây là giỏ hoa của chúng ta và bên trong có rất là nhiều những loại hoa khác nhau nè. Chị sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát ở đây nhé. Màu đỏ, xanh, cam, hồng, vàng, tím có đủ cả. Và các bạn nhỏ thân yêu ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc tô màu bức tranh cát này nhé.
các bạn nhỏ thân yêu ơi, và là chị chim xinh đã tô xong bức tranh kết hình giỏ hoa rồi nè. Chị đã sử dụng rất là nhiều màu để tô bức tranh kết này nha. Giỏ hoa thì chị tô màu nâu và màu da. Hoa thì có rất là nhiều loại, đỏ, hồng, vàng, cam, tím, đủ cả. Các bạn nhỏ thấy chị chim xinh tô như thế nào? Nếu thấy đẹp là vì về ủng hộ cho chị với nha. Và đừng quên để lại bình luận là các em muốn đợt tới chị chim xinh sẽ tô bức tranh cát đi nhé. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.